Quảng Bình là tỉnh ven biển miền Trung, có đường bờ biển dài trên 116 km, thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế rộng trên 20.000 km2, có 6 trên 8 huyện, thị xã, thành phố sát biển. Địa phương này có 5 cửa sông lớn, có các đảo Hòn La, Hòn Gió, Hòn Chùa, Hòn Nồm, Hòn Cỏ. Vịnh Hòn La có diện tích mặt nước 4 km2 với độ sâu trên 15 m và các đảo che chắn xung quanh là điều kiện thuận lợi để phát triển cảng biển, khu neo đậu, dịch vụ hậu cần nghề cá và vận tải biển. Đặc biệt, Quảng Bình có ngư trường rộng lớn, trữ lượng hải sản ước khoảng 10 vạn tấn, 1.650 loài hải sản các loại. Trong đó có nhiều loài có giá trị kinh tế cao như tôm hùm, tôm sú, mực nang, mực ống. Tuy vậy, ngư dân Quảng Bình vẫn phải đối mặt với những thách thức về phát triển kinh tế. Nhiều người lao động chuyển đổi công việc khiến nhân lực nghề biển thiếu hụt. Đồng thời giá cả thị trường bấp bênh cũng khiến nhiều làng chài gặp khó khăn. So với hàng năm thì có sản lượng có giảm hơn thì được có cái giá cả sản phẩm thì lại mấy năm nay có cái thấp. Chứ còn mà hàng hóa thì sản lượng thì năm nào giống năm nào nữa. Lại 5 đô lại đấy thì 2 năm đô lại đấy thì giá cả có cái thấp. Dầu thì giá dầu thì có cái cao. Thì anh em về anh em dân biển thì làm ngoài biển thì cũng được sản lượng đó mà vì không được bao nhiêu đông. Tôi là cùng một chủ tàu tham gia bắt hải sản trên biển. Thì sau khi phạt thẻ vàng thì giá cả của hải sản là quá thấp, ảnh hưởng đến coi như cái đời sống của toàn thể cư dân. Thì tôi cũng ngoài tôi ra cùng động viên cho các đội tàu từ nông thôn trong xã là phải tham gia mọi cái lớp tập huấn để rồi mà hiểu biết chỗ mình nên đánh bắt để rồi mà phải để mà dừng lại để không phạm pháp thêm nữa để cái tài nguyên và cái khi mình đánh bắt hải sản thì giá cả là tăng lại bình thường cho đời sống của ngư dân ngày càng phát triển. Trước những khó khăn đó, nhiều ngư dân tại tỉnh Quảng Bình đã đề xuất các cơ quan chức năng ngày càng có những chính sách hỗ trợ để yên tâm vươn khơi bám biển, đảm bảo cuộc sống và chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nguyện vọng của gia đình cũng đề xuất của người dân được là cố gắng là coi như tạo điều kiện cho ngư dân được vay vốn rồi mua thêm thiết bị rồi là sửa chữa tàu thuyền và làm sắm sửa thêm ngăn nghề nữa để là coi như tăng cái đời sống của ngư dân ấy. Cái việc thứ hai là về lại lãi suất là đề nghị là cấp trên là xem xét lại cái lãi suất để rồi và là giảm lãi suất để rồi hỗ trợ thêm cho ngư dân. Thì anh em tôi nói khi mua bán á đã đi đánh bắt đã ít rồi nhưng vì cái sản lượng hàng cũng kém sản lượng mình mua bán á cái giá trị con cá là thấp đi rồi thôi theo ít vụ mua nữa là đôi khi mình còn đi xa đi khơi nữa mà dầu đen càng ngày càng cao giá cả thì càng ngày càng thấp cho nên là ước mong bà con chúng tôi chứ cả các con cơ quan đơn vị làm đằng đó cho bà con chúng tôi nâng thêm giá cá hoặc là dầu đen cả cơ quan làm nào cho đỡ cho kỳ lượng dầu của cho để cho bà con chúng tôi gì ăn dễ mình. Với mong muốn giá cả thị trường ngày càng ổn định, xuất khẩu hải sản phát triển bền vững, ngư dân hiểu rõ việc tháo gỡ thẻ vàng IUU là rất quan trọng. Thời gian qua, cùng với nỗ lực của các ngành, các cấp, nhiều ngư dân Quảng Bình đã chấp hành nghiêm quy định khi đánh bắt trên biển. Khi đi biển có vùng khơi có chỉ thị có máy giám sát anh em là nói chung cái chủ quyền của biển đảo của mình với thứ hai nữa là cái EU mình không nên lấn chiếm vào vùng đánh bắt của nước bạn khi mình trôi gần thì có biên phòng cảnh báo hỗ trợ cho mình để mình rời vào vị trí của biển của mình để khỏi vi phạm là cái vùng của EU để mình gỡ được cái thẻ vàng. Vai trò của người dân chúng tôi đây là người là trung tâm của thực hiện các giải pháp các cấp chính quyền là tổ chức tuyên truyền vận động ban hành các quy định còn người thực hiện chính là người dân. Tư tưởng của người dân trước đây là suy nghĩ biển là biển chung cho nên cái ý thức bảo vệ nguồn lợi rất hạn chế. Khi mà ban hành luật thủy sản 2017 thì hòa nhập các quy định quốc tế thì đòi hỏi chuyển đổi nhận thức của bà con ngư dân, đặc biệt trước hết là chủ tàu và thuyền trưởng
là những người trực tiếp điều hành con tàu đánh bắt ở vùng nào, chấp hành hay không chấp hành là chủ yếu thuyền trưởng và chủ tàu. Tuy nhiên bên cạnh đó là vai trò tác động của gia đình, vợ con thì chúng tôi cũng biết là vai trò rất là quyết định, và kể cả các những đầu nầu thu mua thì thông qua đó chúng tôi tuyên truyền các cái đối tượng này để cùng hỗ trợ cho cái tăng cường và tuyên truyền của chủ tàu và thuyền trưởng. Quảng Bình xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ nhằm tháo gỡ thẻ vàng của EC mà còn phát triển ngành thủy sản bền vững, hội nhập. Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, giám sát tàu thuyền trên biển và nhập cảng. Quảng Bình đã tổ chức 83 hội nghị với 6.352 lượt người tham dự, 6.321 lượt chủ tàu thuyền, trưởng tàu cá ký cam kết không vi phạm khai thác IUU, phát hơn 15.384 tờ rơi, tờ dán trên tàu cá, tuyên truyền thường xuyên trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp khu dân cư. Với nỗ lực không ngừng được phát huy cùng với hỗ trợ từ nhiều phía, hy vọng hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản cũng như đời sống của ngư dân Quảng Bình ngày càng cải thiện.